năm mới có cái gì ăn Tết vui không? Không có gì cả. Sao vui đây buồn quá. Mấy anh kia dạng là cha nói mấy người từ thiện mới cho bữa nào cho ăn bánh canh. Mày tóc lắm nha, mày tóc gì đâu. Thế luôn mà. Rồi bây giờ có muốn nói điều gì với cha không? Bây giờ anh em ở đây ấy nhá, rất là vui, có đàn này, ca hát này. Bây giờ anh em vậy thì anh em tặng cho đoàn hai đoàn bài hát đi hả? Có bài hát gì? Ngồi tốt. Ông Thắng chứ, ông Thắng đâu chứ? Có ai nói gì không? Anh em tạ tinh thần hát và hát mẹ hiền rồi. Alo. Mọi người đang là đi Tết nhưng mà cũng dành thời gian đến đây thăm anh em. Tết vui là Tết sum vầy, Tết vui là Tết tràn đầy tình thương. Hôm nay có nhiều người đến thăm anh em vì tình yêu thương ha. Rồi có chút quà cho anh chị em.